Vậy là cuối cùng sau biết bao ngày chờ đợi, các Manusians đã có dịp thở phào khi Here We Go đã nổ và Manchester United sẽ đón tân binh đầu tiên trong mùa hè 2024. Thừa thắng xông lên, Quỷ Đỏ hứa hẹn sẽ còn nổ thêm nhiều phi vụ nữa để dõng dạc tuyên bố trở lại đường đua trong mùa 24-25. Tất nhiên, tham vọng ấy của thầy trò Ten Hag sẽ không dễ gì đạt được bởi các đối thủ cũng đang chạy đua vũ trang hết tốc lực. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm lại tình hình mua sắm đầy sôi động tại phiên chợ hè năm nay qua bản tin chuyển nhượng hôm nay các bạn nhé. MU có tân binh đầu tiên với điều khoản đặc biệt. Sau tất cả, đội chủ sân Old Trafford sớm hoàn tất thương vụ đầu tiên trong hè 2024. Cụ thể, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận. Tin độc quyền, Joshua Zirkzee tới Manchester United, Here We Go. Man United sẽ không kích hoạt điều khoản 40 triệu euro dành cho Zirkzee. Tuy nhiên, họ sẽ trả trên 40 triệu euro một chút với điều khoản thanh toán kéo dài trong 3 năm. Nhà báo người Italia thông tin thêm, Zirkzee ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2029 với tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Bản hợp đồng đầu tiên của Man United dưới kỷ nguyên mới Ineos. Cuối cùng, theo Romano và David Ornstein, mức giá dành cho thỏa thuận này là 42,5 triệu euro. Zirkzee sẽ sang Manchester kiểm tra y tế vào thứ Sáu theo giờ địa phương trước khi ra mắt Man United. Theo The Athletic, điều khoản 40 triệu euro ban đầu là một vấn đề tiềm ẩn liên quan tới dòng tiền đối với các câu lạc bộ Premier League. Do đó, Man United có thể buộc phải thương lượng với Bologna về một mức giá khác. Quỷ Đỏ coi Zirkzee là cầu thủ có bộ kỹ năng bổ sung cho Rasmus Højlund và khả năng củng cố hàng tiền đạo. Arsenal chiêu mộ thêm thủ môn tài năng. Hè năm ngoái, Arsenal thành công đón loạt tân binh chất lượng. Ngoài ra, Arsenal còn chiêu mộ David Raya của Brentford để tạo ra sự cạnh tranh cho Aaron Ramsdale. Sau cùng, Arsenal đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với David Raya. Gần nhất, thủ thành này đã được pháo thủ kích hoạt hợp đồng mua đất với giá 27 triệu bảng. Cùng thời điểm, Ramsdale sẽ tìm bến đỗ mới để làm lại sự nghiệp. Ramsdale vẫn muốn cạnh tranh vị trí số 1 với David Raya, nhưng không muốn tiếp tục phải ngồi dự bị dài hạn. Do đó, Arsenal buộc phải tìm người thay thế. Ký giả Fabrizio Romano xác nhận. Tin độc quyền, Arsenal gửi lời đề nghị đầu tiên tới Ajax cho thủ môn 18 tuổi Tommy Sedford. Các cuộc đàm phán đang diễn ra, các nguồn tin nội bộ của Ajax cho hay câu lạc bộ coi Sedford là tài năng lớn, nhưng hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025. Thủ thành 20 tuổi người Anh quan tâm đến việc khoác áo Arsenal. Như vậy, chỉ cần đáp ứng được mức phí, Arsenal sẽ có người mà mình cần khi giao kèo của Sedford sắp hết hạn. Dani Olmo lên tiếng về tương lai sau Euro 2024. Dù thời điểm ban đầu chỉ được xem là phương án dự bị nơi hàng tiền vệ tuyển Tây Ban Nha, nhưng cho đến thời điểm này, Dani Olmo đang tỏa sáng rực rỡ với việc ghi bàn ở 3 trận liên tiếp, góp công giúp La Roja tiến vào đến chung kết Euro 2024 đối đầu với đội tuyển Anh. Đáng chú ý, cầu thủ thuộc biên chế của RB Leipzig có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ khoảng 60 triệu euro, hiệu lực đến ngày 20 tháng 7, đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ quan tâm như Chelsea hay Manchester City hoàn toàn có thể chiêu mộ anh với mức giá hời. Chia sẻ được ký giả Fabrizio Romano dẫn lời, Dani Olmo lên tiếng về tương lai của bản thân khi cho biết. Điều khoản giải phóng hợp đồng của tôi có hiệu lực đến ngày 20 tháng 7 tới. Nếu có những đội bóng quan tâm đến tôi, họ sẽ biết phải làm gì. Vẫn còn thời gian cho đến ngày 20 tháng 7 để kích hoạt thỏa thuận này. Và nếu không có điều gì xảy đến, việc đàm phán trong tương lai sẽ khó khăn hơn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn hợp đồng với RB Leipzig và tôi muốn chinh phục những danh hiệu. Jurgen Klopp từ chối làm huấn luyện viên tuyển Mỹ. Vào hôm qua, Liên đoàn bóng đá Mỹ thông báo đã ngừng hợp tác với huấn luyện viên Greg Berhalter sau thành tích yếu kém của đội tuyển quốc gia nước này tại Copa America 2024. Dù được thi đấu trên sân nhà cũng như lọt vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở, nhưng đội bóng đến từ xứ cờ hoa đã phải dừng bước ngay sau vòng bảng với chỉ một chiến thắng cùng với hai thất bại. Ngay sau khi chia tay với Berhalter, giám đốc thể thao USSF Matt Crocker đã lập tức tiếp cận huấn luyện viên Jurgen Klopp và bày tỏ ý định muốn nhà cầm quân người Đức ngồi vào chiếc ghế nóng trên liên đoàn. Nhưng theo nguồn tin mới đây từ The Athletic, chiến lược gia 57 tuổi đã khước từ lời đề nghị trên bởi cựu huấn luyện viên Liverpool muốn dành thêm thời gian để nghỉ ngơi sau gần một thập kỷ dẫn dắt The Cop. Thời gian qua, người hâm mộ liên tục bắt gặp Jurgen Klopp dự khán các trận đấu của tuyển Đức tại Euro 2024. Về phần tuyển Mỹ, sau khi bị Jurgen Klopp từ chối, giám đốc Crocker sẽ phải tiếp tục đi tìm người phù hợp để thay thế Berhalter. Trận đấu tiếp theo của tuyển Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 9 tới với Canada. Arsenal chuẩn bị tống khứ người thừa tại Emirates. Trả lời phỏng vấn với Evening Standard, giám đốc thể thao Lazio Angelo Fabiani xác nhận hậu vệ Nuno Tavares của Arsenal chuẩn bị gia nhập đội bóng. Tavares từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch tương lai của huấn luyện viên Mikel Arteta bởi phong cách chơi bóng không phù hợp.
hai mùa giải gần nhất. Ngôi sao người Bồ Đào Nha lần lượt bị đem đi cho mượn tại Marseille và Nottingham Forest nhưng đều bị trả về. Mùa hè này, pháo thủ mong muốn bán đứt cầu thủ 24 tuổi để nhường chỗ cho tân binh Riccardo Calafiori của Bologna, người được báo chí châu Âu xác nhận là đã đạt thỏa thuận với đội chủ sân Emirates. Vài ngày trước, nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ giữa Arsenal và Lazio đã tìm được tiếng nói chung trong thương vụ chuyển nhượng của Tavares. Cụ thể, Lazio đã đồng ý mượn hậu vệ sinh năm 2000 trong một mùa giải, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đất vào mùa hè 2025 với cái giá 8 triệu euro. Ngoài ra, câu lạc bộ Bắc London cũng sẽ được hưởng một phần lợi nhuận nếu Lazio bán cựu sao Benfica trong tương lai. Tavares gia nhập Arsenal từ Benfica ở phiên chợ hè 2021 với cái giá 8 triệu euro. Mùa đầu tiên thì ngôi sao người Bồ Đào Nha ra sân tổng cộng 27 trận trên mọi đấu trường, ghi được một bàn thắng và có hai kiến tạo. Man United ra giá 50 củ vẫn chưa được đối tác gật đầu. Manchester United ưu tiên bổ sung trung vệ trong mùa hè năm nay, song song với việc hỏi mua Gerard Brantwaite và Matthijs de Ligt, Quỷ Đỏ cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới Lenny Yoro của Lille. Gần đây thì ký giả Fabrizio Romano bất ngờ xác nhận lời đề nghị chính thức của Man United trị giá hơn 50 triệu euro cho Lenny Yoro đã được Lille chấp nhận. Lille nhất quyết yêu cầu Yoro chấp nhận Man United vì đây là lời đề nghị tốt nhất trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Yoro chưa có quyết định cho tương lai. Nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sports cho hay, Lenny Yoro vẫn chưa đưa ra quyết định. Hãy hiểu rằng bây giờ vấn đề là cầu thủ này sẽ chuyển đến Manchester United hay Real Madrid. Hai đội này hiện đang trong cuộc đua giành tài năng hàng đầu 18 tuổi của Lille. Đồng thời, Man United đang thực hiện các bước tiếp theo trong cuộc đàm phán với Bayern Munich cho trường hợp của Matthijs de Ligt. Cần biết rằng Real Madrid muốn thực hiện thương vụ vào mùa hè năm nay với mức giá dưới 50 triệu euro, hoặc là đội sẽ vui vẻ đợi đến tháng 6 năm 2025 để ký hợp đồng với Yoro với tư cách là cầu thủ tự do. Do đó, Manchester United vẫn nắm lợi thế lớn hơn trên bàn đàm phán. Chelsea bị đối thủ gieo sầu vụ Omorodion. Theo nguồn tin từ Marca, Atlético Madrid muốn giữ Samu Omorodion thay vì đem bán anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong một nỗ lực tăng cường hàng công, Chelsea đã đặt Samu Omorodion, tiền đạo thuộc biên chế của Atlético Madrid vào tầm ngắm. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chi ra khoảng 32 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của chân sút người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mức phí mà đội bóng phía Tây London đặt lên bàn đàm phán không đủ sức thuyết phục Atlético Madrid. Đại diện tới từ La Liga đánh giá cao tiềm năng của chân sút này và yêu cầu con số lên tới 70 triệu bảng mới cân nhắc nhả người. Theo nguồn tin từ Marca, Atlético Madrid thậm chí còn tính giữ Samu Omorodion ở lại câu lạc bộ. Bản thân cầu thủ này cũng muốn chứng minh khả năng tại Wanda Metropolitano vào mùa giải tới thay vì chuyển đến một đội bóng khác. Bà lãnh đạo Chelsea vẫn sẽ tiếp tục theo dõi thương vụ này vì tân huấn luyện viên Enzo Maresca tỏ ra rất thích phong cách chơi bóng của Samu Omorodion. Nhà cầm quân 44 tuổi tin rằng cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phù hợp với lối chơi mà ông áp dụng tại Stamford Bridge. Và đó là những thông tin chuyển nhượng hấp dẫn có trong thế giới túc cầu 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like và đăng ký fanpage để cùng cập nhật những tin tức hot của thế giới túc cầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin tiếp theo.